thấy cục lửa rõ ràng luôn, không biết các bạn thấy là không. Đó 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 đó, đây nè 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 nè. Đó. Rồi mất tiêu rồi. Đó đó đó. Ui cục lửa. À, các bạn thân mến, thì kỳ rồi Hoàng có làm một cái clip với ngôi nhà bỏ hoang ở cạnh con sông Vàm Cỏ Đông, thì cái ngôi nhà mà chủ nhà đã nhờ thầy Pháp, thầy Bùa trấn yểm trong ngôi nhà đó rất là nhiều. Rồi không hiểu sao người ta đến đây cầu cơ xin số rất là nhiều trong ngôi nhà đó luôn. À, khi mà Hoàng làm clip đó xong cũng có rất là nhiều bạn đã comment bên dưới muốn Hoàng là sẽ quay trở lại cái ngôi nhà này vào cái buổi tối để xem bên trong cái ngôi nhà này như thế nào. Thì hiện tại Hoàng cũng gần tới ngôi nhà rồi. Tới ngôi nhà rồi các bạn. Thì tuy là 22 giờ khuya nhưng mà có tuyến quốc lộ nè, xe cộ chạy rất là tấp nập luôn. Mình không biết là tối đêm nay vào cái ngôi nhà này sẽ như thế nào. Khi mà vào ban ngày mình thấy có nhiều cái hiện tượng rất là lạ, đặc biệt là có những cái tiếng động, rồi những cái tiếng mà ở trên mái nhà đó nó phát ra nghe đùng đùng ầm ầm trên ngôi nhà đó. Và mình không biết như thế nào mà cái ngôi nhà này chủ nhân trấn yểm rất là nhiều luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào ngôi nhà nha các bạn. Bên trong hiện tại tối om, Hoàng sẽ mở đèn đi vào. Tối đêm nay thì Hoàng có đem một cái tép nhang để vào trong đó, mình lên trên trên lầu, lên trên cái gác á. Ui. Tự nhiên con chim trên đó nó bay ra hết hồn luôn cả nhà. Thì xíu nữa mình sẽ vào trong đó, mình sẽ lên trên cái gác á, rồi sẽ thắp hương trên đó. Vì đó là một căn phòng rất là đặc biệt ở trong cái ngôi nhà này. Các bạn thấy không? Khi mà vào buổi tối thì mình thấy cái ngôi nhà phải nói rất là lạnh lẽo luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển camera lại để quay cho dễ hơn. Ui không hiểu sao khi mà bước vào căn nhà này á, tự nhiên nổi cục các bạn. Lúc nãy thì Hoàng không có dám đi sang cái chỗ cái căn nhà mà ở bên cái khu nhà kho bên đó đó, vì bên đó là cặp cái vách của cái nhà hàng xóm bên đó. Mình đi bên đó mình mở đèn như thế này thì cái tiếng động và cái ánh sáng sẽ làm thức giấc mấy con chó bên đó, nó sẽ sủa ồn ào, vì thế mình sẽ không có thấy được những cái hiện tượng tâm linh. Cái ngôi nhà này cửa sổ rất là lạ luôn các bạn. Đây nè, từ cái nền nhà nè lên tới cửa sổ chỉ khoảng chừng 6 tấc thôi mọi người. Bên đó là khu nhà kho đó. Nếu mà hiện tại bây giờ Hoàng sang bên đó, mấy con chó nó sẽ sủa sùm luôn. Đi vào cái căn phòng này, ngay nhà dưới này có cái tủ này, cái tấm kiến nó dạ rồi. Mình cũng không có dám mà rọi cái đèn vào tấm kính. Vì có nhiều cô chú khuyên Hoàng là sẽ vào ban đêm đừng bao giờ mà mình rọi đèn vào tấm kính để thấy những hình ảnh của mình soi trong tấm gương á, sẽ không có tốt.
Cho nên mình nhớ những cái lời nói đó. Vì thế vào những cái ngôi nhà hoang, đặc biệt là những cái nhà vệ sinh đó, những cái toilet đó, thì bắt gặp những cái tấm kính phản chiếu vô là mình giật mình nhớ lại câu nói đó của các cô chú. Trời về khuya thì các bạn cũng nhìn thấy một không gian rất là im ắng luôn. Tuy là ở ngoài đường á, xe cộ nó chạy ngoài đó, tuyến quốc lộ mà, nhưng mà ở trong nhà mình cảm thấy một không gian rất là lạnh lẽo luôn. Cái sợi dây nè, thì hôm bữa đó mình có ghé lại đây một lần, cũng thấy sợi dây này nó lòng thòng sẵn rồi. Có lẽ là từ hôm bữa đó tới nay á, không có ai vào đây cúng nữa. Cách đây khoảng 3 ngày thôi mọi người, không có ai vào đây cúng nữa. Những cái tấm tiền này là cái tấm tiền người ta cúng cũng có lẽ là mấy tháng rồi. Một cái hình cô gái nè. Thì bữa đó đó, lại đây thì Hoàng thấy cái tấm hình này nè, nó nằm ở đây bùng sình không à. Vì cái ngôi nhà này khi mà nước nó lên á, nước sông lên vào cái mùa nước nổi thì thủy triều lên thì tới đó đó các bạn, lên rất là cao luôn, cái ngôi nhà này ngập sẽ chìm xuống. Thì Hoàng không hiểu khi xưa chủ nhân cái ngôi nhà này á, người ta còn ở lúc đó là không biết khi mà thủy triều lên nó có ngập như bây giờ hay là không, nhưng mà bây giờ khi mà nước lên á là ngôi nhà này nó sẽ ngập rất là nặng luôn. Vì thế cái tấm tranh này nè, tấm ảnh hình cô gái này nè, bữa đó thì Hoàng ghé đây thấy cái tấm tranh này nó nằm ở dưới bùn sình á, rồi mình lấy một cái tấm mút, một tấm xốp á, chùi lau nó ra. Cho nên hiện tại bây giờ các bạn thấy là tấm tranh nó rõ như thế này nè. Bắt đầu mấy con chó mà nó sao mà nó sủa nữa rồi. Ui đây nè cả nhà ơi, người ta vào đây mình không hiểu người ta cúng. Ở đây có bánh kinh đô nè. Đó, một cái hộp, một cái vỏ bánh kinh đô đây luôn. Có lẽ là những cái người mà vào đây xin số á, bây giờ mình sẽ đốt cái ngọn nến này lên, mình làm sáng cái ngôi nhà này lên cho nó ấm mọi người, vì thấy nó âm u quá. Không biết là gió nó có tắt hay là không. Để Hoàng sẽ đốt lại những cái cây hương này. Mấy cây hương này là của người ta vào đây cầu cơ xin số lúc trước á, thì nó cháy dang dở. Rồi xong rồi. Ủa cái gì vậy? Cái gì nó kêu rột rột ngoài kia mọi người ơi? Đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy ta? Mình nghe cái tiếng động đâu phía sau đây nè. Không biết là cô chú anh chị có nghe hay không? Hoàng mới nghe cái tiếng động phía sau đây rõ ràng luôn. Ôi, trời ơi, con dơi. Đâu nhiều vậy? Ôi trời, tự nhiên cái. Ủa, cái tiếng động phát ra ở đâu rồi ta? Để Hoàng xẻ lại cái căn nhà bếp này nha. Căn nhà bếp này khi mà mình vào ban ngày thôi là đã thấy ớn lạnh rồi. Thứ nhất là mình sợ nó sập xuống rồi mọi người, đây nè. Rất là sợ nó sập luôn. Để mình sẽ đi men theo cái tấm này nè. Ủa đây nè. Để
Hoàng ra bên ngoài chia sẻ cho các bạn xem cái gốc cây xanh nè, đó, cả nhà thấy không? Nhìn rất là kinh dị luôn. Vì thế nó đè nguyên cái bếp này nè, nó sập xuống luôn rồi. Ui, đây nè các bạn ơi. Đứng chỗ này nhìn lên mọi người nhìn thấy nè. Cái cây này nó làm như một cái tấm thảm vậy đó. Một cái tấm thảm thực vật. Nó che giống như là một cái mái nhà luôn. Thì đây chính là cái gian bếp của ngôi nhà nè. Một cái gian bếp hình chữ V rất là rộng luôn nè. Đó, từ đây nè. Nó sang đó, nó chạy vòng qua đây. Không dám đứng lâu ở đây, sợ nó sập cả nhà ơi. Lúc nãy thì mình thắp hương trong đó đó, bây giờ thấy đèn. Ui, hai con dơi này nó tại sao nó cứ nó theo mình hoài vậy ta? Không hiểu như nào nữa. Chỗ này có một cái sợi dây dù nữa, không biết người ta cột đây làm cái gì. Lúc nãy thì Hoàng có thắp hai ngọn nến trong phòng đó. Bây giờ nhìn nó le lối trong đó. Đi chậm chậm thôi cả nhà ơi. Vì ban đêm như thế này á, nhiều khi... Ui cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Ui gì vậy trời? Cái gì nó giống như cái tiếng gõ mõ vậy cả nhà? Đâu rồi? Nó là một cái cọp giống như gõ mõ à mọi người? Ui trời, hết hồn. Kỳ vậy ta, hai lần rồi. Các bạn có nghe không? Nó giống như cái tiếng gõ mõ làm cái cọp vậy đó. Bắt đầu Hoàng cảm thấy sợ. Phải như cái tiếng động phát ra mà mình nhìn thấy được những cái gì á thì mình còn đỡ sợ. Tự nhiên còn cái căn phòng này, cái ghế nó lật ngang lật ngửa đó kìa. Cái gì vậy ta? Có phải cái tiếng trên lầu không các bạn? Mới nghe cái bợp nữa. Không biết là trên lầu hay là sao. Ôi trời. Ông bà đây đừng có nhát con nha. Để mình sẽ kiểm tra từng căn phòng này xem như thế nào. Cái phòng này thì nó trống lóc và nó không có tranh ảnh giống như cái phòng bên kia. Để đi ra phía sau nghe mọi người. Đạp trúng cái mảnh vỡ của bóng đèn. Đây là phía sau nè. Cái tiếng gì trên đó nó rớt bịch xuống. Ở trên cây xoài nè mọi người. Trên cây xoài này nó mới rớt bịch xuống đây. Giống như cái trái xoài non hay gì á. Để ra phía sau này. Nơi cái nhà vệ sinh. Nơi mà rất là nhiều cây cổ thụ nè. Các bạn thấy không? Ồ, những cái dây leo ban đêm nhìn nó giống như những con rắn vậy đó. Đây là cái nhà vệ sinh nè các bạn. Khủng khiếp không? Để
Hoàng sẽ đi vòng qua bên cái nhà vệ sinh xem trong nhà này như thế nào. Trong nhà vệ sinh thì clip vừa rồi á, Hoàng chia sẻ các bạn ở trong đây á, dây leo dòm thấy ớn như lắm. Bên trong nhà vệ sinh mà toàn là dây leo không à. Đó, đây nè cả nhà. Trong đây mà giờ tự nhiên cái mình rọi ở đây, thấy một người ngồi ở đây chắc bỏ chạy luôn quá. Cái tấm gương trong đó nó phản chiếu cái ánh sáng ra kìa. Rồi nay thấy một người mà mặc áo trắng hay là áo đen gì mà ngồi một đống ở đây chắc quăng máy bỏ chạy luôn quá. Cái hoàn cảnh xung quanh cái ngôi nhà này toàn là cây cối tùm. Thì vào cái ngôi nhà này á, Hoàng không có sợ cái gì. Chỉ có sợ một điều là người ta nói rằng con ngôi nhà này á, các thầy đã trấn yểm rất là nhiều. Vì thế mình sợ là mình vào đây á, rồi những cái vật mà người ta trấn yểm á, không biết là có ảnh hưởng gì hay là không. Thì đó là những điều mà khi mà Hoàng sợ vào cái ngôi nhà này. Những cái vật mà người ta cúng trấn yểm trong đó, đó mình cũng rất là sợ, không biết là mình có phạm phải những cái bùa chú của các thầy, các sư đã trấn yểm trong đó hay là không. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà nha. Đi vào trong nhà xem như thế nào. Không biết cái tiếng động đó nó phát ra có lẽ là ở trên cầu thang hay như thế nào mọi người. Từ chỗ này thì các bạn nhìn lên nè. Đó. Nó có một cái hành lang đi nè. Một cái hành lang đi thì cái chỗ này nè. Cái clip vừa rồi Hoàng chia sẻ cái chỗ này á, nó có cái hình vẽ mà hình như là một người mẹ nắm tay 7 đứa con. Hay là một người trong gia đình á, nắm tay dắt 7 đứa con. Đây cái gì vậy ta? Đây có một cái túi gì á, à một cái ba lô. Cái ba lô của trẻ em. Ủa cái gì vậy? Hết hồn. Có tiếng gì mà nó cứ sột soạt hoài mọi người. Bây giờ mũi chích đen hết trơn. Cả nhà xem nè. Đó. Nó chích quá chừng luôn. Bây giờ mình sẽ lên trên lầu nha. Ủa bữa đó có cái cây này không ta? Sao có cái cây này nó gãy nằm ngang đi rồi? Lúc nãy Hoàng nghe có tiếng gõ mỏ, nghe bộp bộp trên đó đó. Có lẽ là trên lầu này mọi người. Ôi, cái tiếng xe cấp cứu. Lần nào mình đi quay những cái ngôi nhà hoang thế này thì sao hay nghe những cái tiếng xe cấp cứu mọi người. Để mình xem trong cái hầm này có gì không các bạn. Cả nhà thấy có cái gì không? Ở đây thì mình đưa máy vào thôi chứ không có nhìn được. Đứng từ bên cầu thang nhìn qua nè, đưa máy qua nè. Không biết là trong cái hầm này có gì hay là không. Giờ mà rớt cái máy xuống đây là bỏ luôn. Ây da. Cái hồ này rất là cao. Có lẽ là cái hồ chứa nước sinh hoạt của gia đình nè. Đó. Tiếng xe cấp cứu bây giờ nó chạy mỗi lúc mỗi gần rồi. Để ý cứ quay clip hay clip là gặp xe cấp cứu. Ui lên đây có một cái luồng gió rất là lạnh luôn. Đây gì ta? Áo trẻ em. Còn cái này cái áo gì vậy? Ui đồ lót. Sao lại có cái đồ lót phụ nữ ở đây? Những cái tấm dán này đứng đây là lọt liền xuống luôn á. Nó mục hết rồi nè các bạn. Tại vì những cái mái tôn chỗ này á, cô chú anh chị xem nè, nó sập hết rồi cho nên mưa nó tạt xuống đây á. Còn bên trong cái ngôi nhà chỗ nào mà nó không có tạt á là còn rất là chắc nha.
Đây chính là cái căn phòng. Một cái căn phòng mà chủ nhà đã cho các thầy về đây trấn yểm rất là nhiều lần. Và cũng chính căn phòng này chứa những cái đồ tang tế, những cái đồ đám xác đám ma chất đầy trên gác đây luôn. Rồi có lẽ vì thế mọi người người ta thấy những cái ngôi nhà như thế này nè, u ám và nhìn nó ớn lạnh như thế này thì người ta đến đây thắp hương xin số ở đây nữa. Cái tiếng gõ mõ đâu ra ta? Cả nhà nghe không? Mới nghe bộp 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 nữa mọi người. Kỳ vậy ta? Tại sao có tiếng gõ mõ phát ra bộp 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 trong ngôi nhà này? Ui. Bây giờ có lẽ là mình sẽ thắp lên vài nén hương. Đó. Cả nhà nghe không? Cái gì mà đùng 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 ta? Hồi nãy nghe bộp bộp bộp, còn bây giờ nghe đùng 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 đùng. Cái tấm tiền mưa nó ướt nó nằm đó luôn rồi. Ý á. Ui mọi người ơi. Mình mới đứng cái tấm này. Nó xém gãi lọt giò xuống dưới. Nó làm cái rớp nó hết hồn, nhắc cái giò lên. Bây giờ trước tiên thì Ui trời. Làm hết hồn trời. Bây giờ Hoàng sẽ dựng mái đây. Thắp lên cho các hương linh ở đây, các vị ở đây. Nếu mà thật sự có còn lởn vởn trong ngôi nhà này thì mọi người cũng nhờ những cái nén hương này sẽ ấm áp và sớm siêu thoát. Đây là mấy cây hương cũ của người ta cúng cầu cơ sinh số. Còn hôm nay thì Hoàng có đem một tép hương ở đây nè. Thì trước tiên mình sẽ thắp hương để mà tranh thủ chia sẻ cho các bạn xem. Chứ nếu mà xíu nữa Hoàng quay xong rồi thắp hương thì khi mà mình về những cây hương rồi nến ở đây á rất là nguy hiểm luôn. Vì thế bây giờ mình tranh thủ mình thắp hương trước. Những cây hương này nó còn lại nè. Này của người ta. Để mình đốt luôn. Nhờ nó đeo bám đầy cây hương luôn. Đó. Cả nhà nghe nè. Cái tiếng con ếch rồi cái tiếng hình như tiếng gỗ mỏ cả nhà. Thôi mình thắp hương lẹ lên. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì con mạn phép đến đây. Trước thì thắp lên cho các chư vị ở đây những cái hương linh ở đây vài nén hương. Thật sự nếu mà cái ngôi nhà này còn các hương linh, những cái oan hồn còn ẩn khuất trong ngôi nhà này thì cũng mong mọi người sớm siêu thoát. Và cũng mong các hương linh bỏ qua cho con vì đường đột đến cái ngôi nhà của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa cái gì trời? Cả nhà ơi, gì vậy? Cái tiếng đâu sau lưng của Hoàng á. Ở phía sau đây nè. Nghe rất là rõ luôn. Cái tiếng gõ mõ á. Đây nè.
Ủa, đâu rồi cả nhà? Khi mà Hoàng mới vừa thắp vài nén hương xong á, thì nghe những tiếng động đây rất là rõ luôn, phía sau lưng của mình luôn. Tí nữa bỏ chạy luôn mọi người. Sao trời? Đâu vậy ta? Trời ơi, mình không biết là cái tiếng động nó ở đâu phát ra. Chắc chắn là phía sau lưng của Hoàng luôn. Khi mà đang ngồi đây thì nghe cái tiếng bợp 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 phía sau lưng này nè. Để mình xem ở dưới cầu thang này coi. Đâu có ai đâu ta. Kỳ trời. Để mình đứng đây nhìn xuống coi. Đâu có ai đâu trời. Rất là lạ luôn. Bắt đầu Hoàng cảm thấy sợ. Chỗ này như mà Hoàng clip vừa rồi có chia sẻ đến cô chú anh chị á, ngay chỗ này thì chủ nhà đã cúng một cái hình nhân chỗ này. Không biết cúng bao lâu rồi mà thấy nhện nó bám đầy hết trơn. Bên đây nữa nè. Đó. Đây là những hình nhân thế mạng. Thì cũng nhờ clip mấy clip trước á, Hoàng cũng vô tình thấy được những cái hình này. Hỏi những cô chú anh chị thì mọi người chia sẻ cho Hoàng biết á, đây là hình nhân thế mạng khi mà người ta cúng tam tai hay là cúng gì trong ngôi nhà. Vì thế người ta thường là cúng những cái hình nhân như thế này. Thì có một điều Hoàng thấy cũng lạ là những cái hình nhân này khi mà mọi người cúng xong á, thì người ta sẽ đốt. Nhưng không hiểu sao ở đây á, là người ta cúng xong những hình nhân đó người ta còn dựng, người ta treo trên vách này. Thì đó là mình cũng không hiểu nữa, hay là đó là những cái bùa chú gì mà khi mà người ta trấn yểm ở đây. Còn đây nè, khi mà các thầy về trấn yểm nè, nhưng mà không hiểu sao trấn yểm rất là nhiều như thế này rồi cuối cùng ngôi nhà cũng vẫn bỏ hoang luôn. Đó là một điều mà mình không hiểu vì sao trong ngôi nhà này nó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Rất là nhiều những cái vết đỏ 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 của mấy thầy viết trên, đặc biệt là có một cái dấu ấn chỗ này nè. Chỗ này là một cái hình nhân nữa. Đây nè, những cái hình nhân này người ta xếp đủ màu ở trên. Ở đó có màu xanh, màu tím, màu vàng. 3-4 hình luôn. Đằng kia có một hình như là 3-4 hình xếp chồng lên nhau á. Màu tím, màu vàng, màu xanh, 3 hình xếp chồng lên nhau. Còn ở đây là 2 hình màu đỏ. Chỗ này nữa nè, các bạn thấy có 3-4 hình nó xếp chồng lên nhau. Thì có lẽ theo như Hoàng nghĩ, đây là có lẽ là chủ nhà cúng hay là những cái người vào đây sinh số người ta cúng đây cả nhà ơi. Hoàng cũng không hiểu nữa. Một cái áo khoác, rất là nhiều đồ chơi em bé, trẻ em trong cái ngôi nhà này luôn. Cái tiếng gì ta nghe văng vẳng. Ai nói chuyện ở ngoài lộ. Có khi nào là mình đang quay ở trong này á, có người ta biết, người ta phát hiện, người ta đi vào không mọi người? Chỗ này có lẽ trước kia có một cái giường chỗ này nè, mà nó mục, nó gãy hết rồi. Ui, con chó. Không lẽ có người vô ta? Chó bắt đầu sủa rồi.
Hoàng nhận thấy cái chỗ này nhìn phải nói rùng rợn thiệt, nhất là những cái tấm tiền mà người ta cúng như thế này nè. Tấm tiền này thì còn rất là mới, theo như Hoàng nghĩ cái này người ta cúng khoảng chừng 2-3 tháng nay thôi, vì thế tiền này còn rất là mới luôn. Chỉ có cái đống nhang này nè là qua hàng chục năm rồi, thậm chí cái bao nó mục, nó mục đổ ra đây đóng đóng hết trơn rồi. Gì vậy, gì vậy cả nhà? Mới nghe cái đụng dưới cầu thang này, hay là cái tấm này? Cái tấm này đâu phải kêu như vậy, cái tấm này rất là cứng luôn. Mình đứng chỗ này nè, kêu cái gì vậy ta? Bắt đầu mình cảm thấy sợ, sợ trong ngôi nhà này rồi. Khi mà ra đứng chỗ cửa này, gió từ cái hướng ở ngoài sông á, từ đây ra con sông rồi đó, khoảng chừng 20 mét thôi là tới cái mé nước của con sông rồi. Gió thổi vô rất là lạnh luôn. Tuy là gió không có lớn, thổi hiu thôi, nhưng mà cảm giác mình nghe rất là lạnh luôn. Các bạn xem nè, khi mà ban đêm á, ở trên cái mái ngói nó tỏ những cái sợi dây, những cái rễ của cái cây si ở phía trên đó, nó chui xuống. Rồi một cái con gấu nó nằm rũ rượi ở đây. Con gấu này mình thấy con mắt nó đâu có tiêu mọi người. Bữa đó thì Hoàng banh ra không thấy con mắt của nó luôn, không biết con mắt nó đâu nữa. Ui, nó nằm từ bao giờ mà coi nè, rong riêu nó đóng nè. Đất nó đóng đầy đầu nó mà nó không thể nào mà... À, con mắt nó đây nè. Con mắt nó đây nè mọi người. Ôi ơi, đất á, nó đóng bít con mắt nó luôn rồi nè. Vạch ra thấy rồi nè. Nó nhìn trừng trừng ra thấy đáng sợ luôn. Con mắt màu đen nữa, tròng nâu nâu. Sủa đi, sủa gâu gâu đi. Sủa thì giục máy bỏ chạy luôn. Còn đây là cái búp bê. Vậy là ngày xưa ở đây á, là cái phòng này từng có một cái, một cái em bé ở đây. Còn đây là phía sau hiên nhà nè. Đứng từ trên cái máy hiên này nhìn xuống á, phía sau đây quá chừng nhiều rễ cây luôn. Ui, chỗ này à, đi được không ta? Cái đoạn này thì nó dễ đi hơn bên đó. Bên đó những cái tấm ván nó mục hết rồi. Ui, cái gì đỏ 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 mà. Đó đó đó, cái gì vậy? Ui, ui, cái gì vậy cả nhà? Đó, rồi mất tiêu rồi. Đó đó đó, còn kìa. Ủa, cái gì vậy ta? Một cái bóng đèn gì mà đỏ 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 đỏ. Một hồi nó chớp, một hồi đứng lại, một hồi nó chớp, một hồi đứng lại. Cả nhà thấy không? Ở ngoài cái bụi cây á. Ui trời, cái gì vậy? Cái cục lửa. Hình như cục lửa mọi người ơi, đâu rồi? Rồi mất tiêu rồi. Hoàng thấy cục lửa rõ ràng luôn, không biết các bạn thấy là không. Đó 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 đó, đây nè 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 nè. Đó. Rồi mất tiêu rồi. Đó đó đó. Ui, cục lửa. Ui. Bình tĩnh là mọi người. Ui. Ui trời ơi. Gì vậy? Ui, ui. Ui, cả nhà ơi, đi xuống thôi cả nhà ơi. Lúc nãy mình vừa hết hồn, cái tay mình á vô tình đập vô cánh cửa mọi người.
Tiếng động là tiếng động của Hoàng đập tay vào cánh cửa chỗ này nè. Con chó nó hết hồn, nó sủa luôn rồi. Thôi bây giờ có lẽ là thổi đèn đi ra thôi cả nhà ơi. Mô Di Đà Phật, con xin phép các chư vị ở đây cho con được thổi nến nha. Nếu mà con để ở đây thì nhiều khi chuột cũng chạy qua chạy lại, nó sẽ lật đổ cháy ngôi nhà. Sợ quá. Hết hồn cả nhà ơi. Để ghim những cái nhang để lại. Để bây giờ mình sẽ lại chỗ đó một lần nữa để xem cục lửa nó còn hay là không nha. Cầu mong mấy con chó này đừng có sủa nữa. Sủa phiền hàng xóm vậy lắm. Đâu rồi ta? Lúc nãy Hoàng thấy chỗ này nè mọi người. Đó. Ui kìa kìa kìa, cục lửa kìa, cục lửa kìa, cục lửa kìa. Ui, chạy thôi cả nhà ơi. Đi xuống thôi cả nhà ơi. Chó sủa quá trời rồi. Lúc nãy Hoàng vô tình động trúng cái cánh cửa, rồi mấy con chó nó phát hiện. Không có sợ gì mà nhiều khi mình làm phiền hàng xóm á mọi người, rồi người ta sẽ qua đây, người ta xem thế nào không phiền nữa. Không hiểu sao Hoàng lại thấy trong đó có một cục lửa. Đây nè. Tắt hết rồi. Những cái ngọn nến lúc nãy Hoàng vừa thắp xong, nhang đồ nó cũng tắt hết rồi. Bây giờ có lẽ đi ra thôi cả nhà. Không biết là ở trong camera các bạn có thấy được hay là không. Để về Hoàng sẽ xem lại clip, xem ở trong camera nó có ghi lại được những hình ảnh đó hay là không. Không hiểu sao Hoàng lại thấy một cái cục lửa. Một cục lửa nó nhấp nháy ngay chỗ cái bụi cây si. Mà gặp 2-3 lần luôn. Khi mà lúc có thì nó có, lúc không. Mình cũng không hiểu là cái đốm lửa từ đâu nữa. Nó giống như là một cây đèn ở trong cái cầu giao điện vậy đó. Một cái đèn nhỏ nhỏ mà thường thường các bạn thấy ở trong cái cầu giao điện đó. Cái đèn đó, bóng đèn đỏ 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 thì thường mình thấy nó cà nhá. Thì cái này mình thấy nó tương tự, nó giống như thế. Rất là sợ, mình quơ cái tay qua thì đập trúng cánh cửa, làm tỉnh giấc mấy con chó mình đó. Có lẽ bây giờ Hoàng sẽ đi ra khỏi căn nhà này. Những cái ánh lửa đó đồng nghĩa với là các ông bà ở đây không có cho mà mình ở trong ngôi nhà này thêm nữa. Bây giờ Hoàng sẽ dừng clip đây. Đi ra thôi các bạn ơi. Bây giờ đi ra tới được bên ngoài rồi. Mình cảm thấy khi mà ra tới đây thì thấy an tâm hơn rất là nhiều. Thứ nhất là sợ chủ nhà bên đó, người ta nghe tiếng động, người ta tưởng là trộm hay là cái gì bên đây, người ta qua nhiều khi phiền. Thứ hai nữa là cái tâm lý của mình lúc nãy hình như là nó cũng gần bất ổn cả nhà. Rất là sợ luôn. Bây giờ Hoàng sẽ dừng clip đây nha cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip sau. Bye bye, xin chào cả nhà.